Vâng, đây ạ, không để các bác chờ nữa. Thì hôm trước em về, gọi hôm đấy gọi thử có được chục hơn chục bộ cái dòng dây dây loa dài 1 mét này này, có nghĩa là một bộ của nó là nối với nhau là 2 mét đấy. Và có các bác là hôm trước thì có một số bác gọi thì hôm đấy có hơn chục bộ hết luôn rồi. Thì hôm nay lại em lại về cho các bác đây. Em cũng không nghĩ rằng là các bác cũng đón nhận nó nhiều đến vậy. Thì em Tuấn lại đấy, bởi vì được người nọ giới thiệu đấy. Thì hôm nay nó về em giới thiệu cho bác nhé, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Cái thứ nhất là về cái bộ bộ dây dây loa này này, thì dây đeo loa này là dòng dây loa Maxitox. Để báo các bác là dây Maxitox, thì đối với dây Maxitox này em báo các bác hôm trước là nó có chiều dài là 1 mét, 1 mét là với một một vế loa nhé, còn một bộ của nó là 2 mét, một bộ của nó nối với nhau đấy là 2 mét. Đây, đây, đây Maxitox đấy, đây một dây như này là 1 mét, được chưa? Để em đẩy ra xa tí cho các bác đỡ đỡ loa. Em đẩy ra xa một chút. Một dây như thế này là 1 mét, 1 mét đến hơn 1 mét đấy. Còn cả bộ của nó là vế trái vế phải nối với nhau là 2 mét. Ở giữa bộ dàn nữa là bộ đặt xong chếch nhau. Thì báo cáo các bác là những bộ dây loa này nó rất tiện cho các bác là gì? Tiện cho các bác là đấu nối những bộ âm thanh đặt ở trên kệ. Bởi vì là không phải bác nào có những bộ âm thanh mà đặt xa ra, đặt ở trên kệ. Mà khi các bác mua những cái bộ 2 mét rưỡi mét 2 mét bên em mà nó to như thế này thì tự nhiên nó thừa, nó cứ vòng vèo vứt lung tung ở trên nhà. Thì cũng đã để đáp ứng cái nhu cầu đấy cho các bác thì em đã nhập cái lô dây Maxitox này. Hôm trước là có chục hơn chục bộ hết luôn rồi. Các bác chú ý nhá, trên này nó có đầu cắm tín hiệu âm thanh chạy theo chiều mũi tên của em, nó cắm theo chiều này cho em nhé. Đây, chiều này ví dụ như thế này thì cái đầu đằng này nó cắm vào âm ly. Từ âm ly nó chạy tín hiệu đây. Hàng Maxitox này. Made in USA này, nó chạy tín hiệu theo chiều này và chạy cuối cùng, cái đầu cuối cùng này nó chạy ra là cắm vào loa. Đấy. Đầu nó là đầu bắp chuối. Được chưa? Dây thì khỏi phải nghĩ rồi. Dây này thì các bác đánh thì khỏi phải nghĩ, phê luôn rồi. Đấy. Và báo cáo các bác là em đã bảo cái dây nó to hơn cả ngón tay cái của em, bác nhìn thấy rồi đúng chưa? Và đặc biệt là bộ dây này có mức giá là 390.000 ạ. 390.000. Các bác biết rồi chị. 390.000 các bác đi mua dây cũng chẳng mua được chứ đừng có nói. Em bán cái dây nhân kia của em đã 100.000 một mét rồi, chứ chưa nói chuyện đến là dây đã có lại lại còn có cả đầu bắp chuối nhé. Mỗi một bộ, mỗi một bên là 4 đầu bắp chuối, hai bên là 8 đầu bắp chuối. Các bác mua nguyên cái đầu dây bắp chuối này, các bác nguyên đầu dây bắp chuối này các bác phải mất 100.000-200.000, chưa nói cả bộ dây loa như thế này, được chưa ạ? Đấy, em tôi chỉ nói thế thôi. Và cái dây như thế này thì các bác có thể dùng làm dây loa và các bác cũng có thể dùng làm dây AV, được chưa ạ? Các bác cũng có thể dùng làm dây AV, nhưng AV về thì bác phải tách, bác phải đấu lại dây AV, đầu cắm AV. Đấy, rất là hay nhé, rất là tuyệt vời luôn. Dây này thì không thể chê được rồi. Và đặc biệt là cái mức giá là 390.000 thì các bác đừng hỏi em Tuấn. Có nhiều bác mặc cả cái giá này, các bác một mặc cả thì em vãi chưởng. Nói thật là những bác ấy mặc cả mà còn kỳ kèo, em xin phép em chặn luôn số, không bao giờ em cho qua gọi mua hàng với em nữa. Em thật đấy, không phải đâu, bán hàng cái gì nó có mức của nó vừa phải thôi. Dây bộ dây loa như này không còn mặc cả, 390.000 còn mặc cả, còn nói nhiều linh tinh. Có một số bác bị em chặn đấy, em chặn luôn mà. Em bảo chặn luôn, cho lần sau đỡ phải gọi em để em thời gian em có nghe người khác. Cứ em bán hàng không kêu căng gì cả, nhưng em đã giá công khai rồi và các bác khi đi mua hàng thì các bác nên tham khảo là cái dây này nó 390.000, nó rẻ nó đắt, thế thôi cho nó nhanh. Hoặc đi tham khảo chỗ khác, xong đó ok. Chứ trong mặc cả trong kỳ kèo mà tao bỏ tiền ra tao phải mặc cả rồi tao phải thế nọ kia, và thế thông cảm, các bác thông cảm. Thế mà còn sang đến bộ dây này, báo cáo biết bộ dây gì đây chưa? Ui chào ơi, bộ này thì khỏi phải nói rồi, bộ này em đang dùng một bộ nhá, Audio American nhá, Audio này. Ok chưa? Bộ này em đang dùng trên nhà một bộ đấy, em Tuấn đang dùng. Bộ này trên kênh em Tuấn đã giới thiệu cho các bác rồi, là mức giá của em nó có mức giá, báo cáo các bác là trên kênh có mức giá là 3.900.000 nhé. 3.900.000, 3.900.000 em khẳng định luôn, em Tuấn nói sai chết luôn, có clip test trên đấy rồi. Con này dài này 6 4 24, xem này em xem nó bao nhiêu mét đây, 2 mét rưỡi. Dây này dài 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi. Em Tuấn đang dùng bộ này để cho các bác mức giá 2.800.000 bộ này, 2.800.000 một bộ này nhé, 2 mét rưỡi. Thì đây, nói có dùng hay không thì em lên em cho các bác biết luôn, nhìn xem em có dùng hay không, chứ không để bảo em Tuấn là chém gió. Em cũng đang dùng các bác ạ, em đang dùng cho đôi tai nòi đấy, nhưng các bác mua mất này. Em bật đèn này đấy,
Em đang dùng nước tân no nhưng các bác ấy mua mất âm ly của em rồi, bây giờ lại không có cái chơi. Nhưng dây thì nó vẫn nằm đây. Có nhìn thấy dây chưa? Đây. Nó đây. Đang chờ đây. Các bác mua hết âm ly của em rồi, bây giờ không có cái chơi tân no nó đấy. Em Tuấn cũng đang chơi nhé. Các nên các bác yên tâm ạ. Đấy, các bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Em chào các bác. Vâng, đây ạ, không để các bác chờ nữa. Thì hôm trước em về, gọi hôm đấy gọi thử có được chục hơn chục bộ cái dòng dây dây loa dài 1 mét này này, có nghĩa là một bộ của nó là nối với nhau là 2 mét đấy. Và có các bác là hôm trước thì có một số bác gọi thì hôm đấy có hơn chục bộ hết luôn rồi, thì hôm nay lại em lại về cho các bác đây. Em cũng không nghĩ rằng là các bác cũng đón nhận nó nhiều đến vậy, thì em Tuấn lại đấy bởi vì được người nọ người kia giới thiệu đấy. Thì hôm nay nó về em giới thiệu cho bác nhé, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Cái thứ nhất là về cái bộ dây dây loa này này, thì dây đơn loa này là dòng dây loa Maxitox. Để báo các bác là dây Maxitox, thì đối với dây Maxitox này em báo các bác hôm trước là nó có chiều dài là 1 mét, 1 mét là với một vế loa nhé, còn một bộ của nó là 2 mét, một bộ của nó nối với nhau đấy là 2 mét. Đây Maxitox đấy, đây một dây như này là 1 mét, được chưa? Để em đẩy ra xa tí cho các bác đỡ đỡ loa. Em đẩy ra xa một chút. Một dây như thế này là 1 mét, 1 mét đến hơn 1 mét đấy. Còn cả bộ của nó là vế trái vế phải nối vào nhau là 2 mét. Ở giữa bộ dàn nữa là bộ đặt xong chếch nhau. Thì báo cáo các bác là những bộ dây loa này nó rất tiện cho các bác là gì? Tiện cho các bác là đấu nối những bộ âm thanh đặt ở trên kệ. Bởi vì là không phải bác nào cũng có những bộ âm thanh mà đặt xa ra, đặt ở trên kệ. Mà khi các bác mua những cái bộ 2,5 mét mà 2 mét bên em mà nó to như thế này thì tự nhiên nó thừa, nó cứ vòng vèo vứt lung tung ở trên nhà. Thì cũng đã để đáp ứng cái nhu cầu đấy cho các bác thì em đã nhập cái lô dây Maxitox này. Hôm trước là có chục hơn chục bộ hết luôn rồi. Các bác chú ý nhá, trên này nó có đầu cắm tín hiệu âm thanh chạy theo chiều mũi tên của em, nó cắm theo chiều này cho em nhé. Đây, chiều này ví dụ như thế này thì cái đầu đằng này nó cắm vào âm ly. Từ âm ly nó chạy tín hiệu đây. Hàng Maxitox này. Made in USA này, nó chạy tín hiệu theo chiều này và chạy cuối cùng, cái đầu cuối cùng này nó chạy ra là cắm vào loa. Đấy. Đầu nó là đầu bắp chuối, được chưa? Dây thì khỏi phải nghĩ rồi. Dây này thì các bác đánh thì khỏi phải nghĩ, phê luôn rồi. Đấy. Và báo cáo các bác là em đã bảo cái dây nó to hơn cả ngón tay cái của em, bác nhìn thấy rồi đúng chưa? Và đặc biệt là bộ dây này có mức giá là 390.000 ạ. 390.000. Các bác biết rồi chị. 390.000 các bác đi mua dây cũng chẳng mua được chứ đừng nói. Em bán cái dây kia của em đã 100.000 một mét rồi, chứ chưa nói chuyện đến là dây đã có lại còn có cả đầu bắp chuối nhá. Mỗi một bên là 4 đầu bắp chuối, hai bên là 8 đầu bắp chuối. Các bác mua nguyên cái đầu dây bắp chuối này, các bác nguyên đầu dây bắp chuối này các bác phải mất 100.000-200.000, chưa nói cả bộ dây loa như thế này, được chưa ạ? Đấy, em Tuấn chỉ nói thế thôi. Và cái dây như thế này thì các bác có thể dùng làm dây loa và các bác cũng có thể dùng làm dây AV, được chưa ạ? Các bác cũng có thể dùng làm dây AV, nhưng AV về thì bác phải tách, bác phải đấu lại dây AV, đầu cắm AV. Đấy, rất là hay nhé, rất là tuyệt vời luôn. Dây này thì không thể chê được rồi. Và đặc biệt là cái mức giá là 390.000 thì các bác đừng hỏi em Tuấn. Có nhiều bác mặc cả, cái giá này các bác một mặc cả thì em vãi trưởng. Nói thật là những bác ấy mặc cả mà còn kỳ kèo, em xin phép em chặn luôn số, không bao giờ em cho qua gọi mua hàng bên em nữa. Em thật đấy, không phải đâu, bán hàng cái gì nó có mức của nó vừa phải thôi. Dây bộ dây loa như này không còn mặc cả, 390.000 còn mặc cả, còn nói nhiều linh tinh. Có một số bác bị em chặn đấy, em chặn luôn mà. Em bảo chặn luôn, cho lần sau đỡ phải gọi em để em thời gian em có nghe người khác. Cứ em bán hàng không kêu căng gì cả, nhưng em đã giá công khai rồi. Và các bác khi đi mua hàng thì các bác nên tham khảo là cái dây này nó 390.000, nó rẻ, nó đắt. Thế thôi cho nó nhanh, hoặc đi tham khảo chỗ khác. Xong đó ok. Chứ không mặc cả thì kỳ kèo mà tao bỏ tiền ra tao phải mặc cả rồi tao phải thế nọ kia. Và thế thông cảm, các bác thông cảm. Thế mà còn sang đến bộ dây này. Báo cáo bác có biết bộ dây gì đây chưa? Úi chào ơi, bộ này thì khỏi phải nói rồi. Bộ này em đang dùng một bộ nhá. Audio American nhá. Audio American này. Ok chưa? Bộ này em đang dùng trên nhà, một bộ. Đấy, em Tuấn đang dùng. Bộ này trên kênh em Tuấn đã giới thiệu cho các bác rồi. Là mức giá của em nó có mức giá, báo cáo các bác là trên kênh có mức giá là 3.9 triệu nhé. 3.9 triệu, 3.9 triệu em khẳng định luôn, em Tuấn nói sai chết luôn, có clip test trên đấy rồi. Con này dài này 6424, xem này, em xem nó bao nhiêu mét đây, 2,5 mét,
Dây này dài 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi. Em Tuấn đang dùng bộ này để cho các bác mức giá 2 triệu 8 bộ này, 2 triệu 8 một bộ này nhé, 2 mét rưỡi. Thì đây, nói có dùng hay không thì em lên em cho các bác biết luôn, nhìn xem em có dùng hay không. Chứ không để bảo em Tuấn là chém gió, em cũng đang dùng các bác ạ. Em đang dùng cho đôi tai nòi đấy, nhưng các bác mua mất. Em bật đèn này, đấy. Em đang dùng cho đôi tai nòi, nhưng các bác ấy mua mất âm ly của em rồi, bây giờ lại không có cái chơi. Nhưng dây thì nó vẫn nằm đây. Có nhìn thấy dây chưa? Đây, nó đây, đang chờ đây. Các bác mua hết âm ly của em rồi, bây giờ không có cái chơi tai nòi nó đấy. Em Tuấn cũng đang chơi, nên các bác yên tâm ạ. Đấy, các bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Em chào các bác.